Dầu gội lớp và BO3 của Dr. Fohe có gì khác nhau, bạn biết chưa? Đầu tiên là khác nhau về bao bì. Thoạt nhìn thì hai sản phẩm có bao bì thiết kế khá là tương đồng nhau. Tuy nhiên, nó phân biệt rõ rệt ở tên sản phẩm và cái màu sắc của cái tên sản phẩm. Giống như Folion Lust thì nó sẽ nghiêng về màu đỏ và Folion BO3 sẽ có màu xám ở chữ BO3. Và công dụng chính của Lust là hỗ trợ bọc tóc, làm sạch sâu. BO3 là giúp giảm rụng tóc, ngăn ngừa rụng tóc. Điểm khác nhau thứ hai là về chất của sản phẩm. Dòng dầu gội Folion Lust có dạng gel đặc và có màu trắng sữa. Còn BO3 thì dạng gel lỏng hơn và màu nghiêng về màu vàng. Khác biệt thứ ba là về công nghệ sử dụng dành cho hai dòng sản phẩm. Về dòng sản phẩm Folion Lust thì sử dụng công nghệ liposome giúp đưa các hợp chất thẩm thấu sâu vào trong nang tóc. Còn dòng BO3 thì sử dụng công nghệ sinh học với 3 lợi khuẩn phục hồi nang tóc và 20 axit amin tốt cho tóc và da đầu. Vậy hai dầu gội Lust và BO3, dầu gội nào phù hợp với bạn? Nếu bạn bị rụng tóc quá nhiều và ưu tiên giảm tình trạng rụng tóc thì hãy lựa chọn BO3 với công dụng chính là ngăn ngừa rụng tóc chuyên sâu, giảm rụng đến 94,1%. Còn nếu bạn muốn tóc dài nhanh và có hỗ trợ giảm rụng thì lựa chọn Lust nha. Follow fanpage Dr. Fohe để biết thêm nhiều thông tin thú vị hơn nhé.